Nãy chạy ruộng thấy phà phà chạy bánh này không à, nó lúng gần nửa bánh chạy phà phà. Nguyên cái này, cái này không là 275 nè, 275 à. À cái đuôi chưa tính tiền, cái đuôi nó cho chạy thử, cho mượn chạy thử, cái dây cào thì không có cái cào. 275 là không có ủi luôn đó. Không ủi luôn, còn cái đuôi thì cho được chạy, nào thấy được thì trả, không được thì thôi em lấy lại, ưu tiên vậy đó. Hỗ trợ trả góp đó, 0% luôn. Mấy năm? 5 năm. Không cần trả tiền trước. Không cần trả tiền trước mà lấy máy về. Đúng rồi. Nó vô gọi ưu tiên nữa. Nhưng mà phải qua ngân hàng. Ngân hàng làm hết. Đi đem chứng minh khoán hộ khẩu thôi. Khoán thì nó không giữ, chụp hình nó thấy là biết mình có đất là được rồi. Quan trọng biết có đất được rồi không gì hết. Không cần thế chấp hay gì hết. Góp một tháng đó mà. Một tháng à? Một tháng đóng ra chia ra đóng gì đó. Giống như đóng ra mua điện thoại động vậy đó. Cái này thì ưu tiên hơn. Đây là nông nghiệp. Còn cái là bên tiêu dùng. Cái này bên nông nghiệp. Đúng rồi, là nguyên tháng này nè. Tháng này là khai trương á. Giảm giá sốc luôn. Alo. Nghe nè. Em bán rồi anh. Nửa tháng rồi. Nó 5 phút mà. Nó rẻ mà. Nó chỉ rưỡi anh. Không lâu lâu mới có con bắn bỏ à. Dạ nó mới chứ, mấy con đó mới trong thùng ra mà, mới trong thùng cắt lúa ra đó. Đẹp lắm. Minh Nhật tổng công vậy anh? Đúng rồi, em chủ yếu là mấy một. À rồi có con mấy hai bắn mẹ thì rồi, mấy một bắn bắn kìa. Đầy đủ anh. Ờ thế nào có thì mang luôn. Chứ chưa hứa trước. Trời. Chưa hứa trước. Đây là không có chiên cái đó, lâu lâu có con bán rẻ cho bà con xài các bạn. Không có chiên những cái máy đó. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Rồi rồi. Rồi. Cứng cáp ha. Này, cứng cáp đùi bọng là bao luôn, không mãi mãi không bao giờ gãy đùi. Đúng rồi, không bao giờ gãy đùi. Con này chạy thiên thu rồi, chỉ nhớt nhau đúng cái lớp cách đó thôi. Anh chạy mới thấy sướng, ra ruộng là bường hết. Nếu mà góp rồi góp tháng bao nhiêu ta? 3 triệu mấy quá. Tháng 3 triệu mấy à? Con thua mình 5 tháng hay là 5 năm hay là 2 năm thôi là chia ra. Càng lâu năm thì càng đóng lại, đóng tiền nhẹ lại hàng tháng. Còn càng ngắn thì hàng tháng đóng nặng lên, đóng cao lên. Nó cũng vậy đó. Này dễ lắm, nhưng cần có một tháng đem ra nó coi à, anh có đất rồi xong, khỏi cần thế chấp đem về. Mà lỡ thế chấp ở đâu rồi vẫn mua được luôn. Anh biết là chỗ đó đang thế chấp đó vẫn bán anh luôn. Không quan trọng hỗ trợ vậy đó. Biết anh đang thiếu đâu rồi, không quan trọng, miễn sao anh cứ có đất là được rồi. Thôi anh có máy cài sẵn ở nhà là được. Anh có đứng tên máy cài là vẫn bán anh luôn. Anh có một chiếc rồi, vẫn bán cho anh luôn, khỏi cần giấy tờ đó. Nhà có một chiếc anh chứng minh chiếc đó của anh là nó bán không được. Chiếc sim ra chiếc nào cũng được, mới cài là được.
Siêu ga đời lâu đời lắm rồi. Siêu ga mới đấu đầu máy. Ba máy mạnh lắm, ít tiết kiệm nhiên liệu phải nhờ ba máy. Tất cả dòng này đi ba máy. Điều khi nào 7.000 mấy cho lên mới 4 máy. Rồi nó chạy sướng rồi. Quy định nó 11 ngựa, nhưng mà nó làm ra tới 12 ngựa giữ trường cho mình một ngựa, chạy sướng. Ví dụ vậy đó. Cái máy đề cũng im đó, nghe tiếng máy đã. Máy đề rất im. Cáp nữa. Ê ơi, đóng con máy lại gì nè, thấy không?